Chào các bạn, chào các bác thợ cửa cuốn. Hôm nay điều khiển cửa cuốn Thành Trung xin giới thiệu với các bạn cái bộ điều khiển cửa cuốn mà thay cho bộ outdoor này A803. Thì made in Taiwan, made in Australia. Thì về mạch ấy, thì nó cũng thiết kế tương đương với cái mạch này. Đấy, nó có thể thay cho cái hộp này được. Và nó cũng cài cái tay outdoor. Thì các cái thiết kế của nó cũng tương tự như là của cái mạch có hộp A8.3 này. Đấy, chúng ta mua về thay thế cái mạch hộp này cho cái hộp này. Và nó cũng cài được cái tay outdoor này. Tay outdoor chính hãng, nó cài được cho cái tay outdoor chính hãng. Bây giờ tôi hướng dẫn cài cái tay. Thì đây là cái dây thu sóng của nó này, dây trắng và dây thu sóng. Đây là cái công tắc test này. Thì đây nó có các cái đường này, các cái chân của AC in vào này. Đấy, AC in vào này. Và ba cái đầu dây ra motor đây. Đấy, motor thì ba đầu dây ra. Đây là đèn 220V này. Đây là 24V DC này. Đấy. Và các cái cổng kết nối với tay âm tường này. Đấy. Đấy, kết nối âm tường này, bốn dây kết nối âm tường này. Đấy. Bên đây là tự dừng và còi này. Đấy, nó thiết kế theo như chuẩn của máy cốt đo nhé. Chúng ta đấu hai cái dây nguồn vào đây. Thì cái máy cốt đo hai cái dây nguồn là cắm vào cái này. Máy cốt đo thì chúng ta cắm. Bây giờ chúng ta đấu hai cái dây nguồn vào đây. Để chúng ta test thử nhé. Và ba cái đầu dây motor ấy. Đây là motor outdoor AK và AH, nó có ba đầu dây ra, thì chúng ta đấu vào như theo tiêu chuẩn của outdoor. Giờ tôi cắm nguồn vào. Đấy. Đây. Thì trên này nó có một cái nút cài tay cũng như của hộp outdoor nhé. Cái nút bên đây này, gần cái quầy này, nó có một nút tay cài tay ấy. Nó ghi là nút lên ấy, chúng ta ấn vào đây. Khi đèn nó sáng nhé, chúng ta ấn tạm dừng của cái tay điều khiển. Và... Đấy. 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 Cái tay thì nó đang điều khiển của cái hộp outdoor bên đây. Chúng ta cài một cái tay khác nhé. Tay này chưa cài được này. Chúng ta ấn vào nút này. Ấn vào nút bên đây gần cái quầy này. Khi đèn nó sáng thì chúng ta ấn tạm dừng trên tay điều khiển. Đấy. Tít cái là chặn. Đấy. Rơ ne nhảy. Rất là nhạy. Cái này bảo hành 1 năm. Hộp thiết kế chắc chắn. Đây có thể thay thế cho cái hộp A803. Giá hợp lý. Hộp chính hãng thì rất là đắt. Mà hộp này thì giá nó cả nó hợp lý. Cảm ơn các bạn đã xem video.